3 lý do mà bạn sẽ chơi bộ tranh tứ quý đang có sẵn tại xưởng tranh gỗ Bùi Giang. Lý do thứ nhất, thiết kế của bộ tranh tứ quý này mang một cái màu sắc của cái thiết kế mới lạ, với cây tùng ở bên tay phải đang nghiêng vào bên trong và cây mai ở bên tay trái cũng đang nghiêng vào bên trong. Cho nên là cái thiết kế này nó sẽ ôm vào bên trong ở giữa của cái bộ tranh này, cho nên là nó sẽ kín được cả hai đầu mà nó lại không thừa các chi tiết ra ngoài. Lý do thứ hai bạn nên chơi bộ tranh tứ quý này là chúng tôi thi công ở trên cái phôi gỗ là gỗ pơ mu Yên Bái. Cái lòng tranh thì có rất nhiều những cái vân gỗ rất là đẹp, hương rất là thơm. Và cái khung tranh thì chúng tôi lại thiết kế là gỗ gụ Lào, đổ nước vôi để tạo ra cái màu sắc nó hơi lệch nhau một chút, nhưng mà cái màu ở ngoài nó đậm hơn, cái màu ở trong nó sáng hơn, nó sẽ tạo ra cái độ tương phản. Và lý do thứ ba mà bạn nên chơi cái bộ tranh tứ quý này đó là cái chi tiết thi công của cái bức tranh. Từng đường nét đều được chúng tôi đục chạm thủ công hoàn toàn, và sau đó là moi móc các cái chi tiết để nó đảm bảo các cái chi tiết này nó đều tinh xảo, hài hòa. Và đó chính là 3 lý do chính mà bạn nên chơi bộ tranh tứ quý này.